Chúng ta thường hay được nghe những lời than phiền nào từ người thân, bạn bè của mình. Cảm giác thiếu ngủ thường xuyên, mệt mỏi tăng cao, mới nửa buổi mà đã không còn sức để làm việc, thường hay bị ốm. Những điều này nghe có vẻ rất quen, không biết có đúng như vậy không? Hoàn toàn có thể, đây là hội chứng kém thích nghi. Cơ thể không kịp thích nghi với điều kiện sống thường xuyên thay đổi ở các thành phố lớn hiện đại. Phải làm sao đây? Chúng ta cần phải bình tĩnh và khắc phục bằng chính khả năng của bản thân. Bởi vì thiên nhiên đã sản sinh ra 6 loại thảo mộc độc đáo giúp duy trì khả năng thích nghi của con người, đó là nhân sâm, sâm Siberia, ngũ vị từ Bắc, cây cuồng, cây lẩu lô, cây rễ vàng. Nhưng sử dụng những thảo mộc này như thế nào cho đúng? Bằng sáng chế số 212-5815 Adaptovit, chế phẩm có chứa các thành phần được đưa vào khẩu phần ăn của các nhà du hành vũ trụ và phi công lái máy bay tiêm kích. 6 loại thảo mộc thiên nhiên đó là các chất thích nghi được kết hợp với nhau theo tỷ lệ được tính toán tối ưu nhờ áp dụng mô hình toán học đặc biệt. Chỉ cần dành 3 giây mỗi ngày cho Adaptovit và người thân bạn bè của bạn sẽ chịu đựng trạng thái căng thẳng tốt hơn, nhanh chóng thích nghi với các điều kiện mới, ít mệt mỏi hơn và tận hưởng niềm vui từ cuộc sống nhiều hơn. Adaptovit khi cơ thể sẵn sàng cho bất kỳ sự thay đổi nào, nằm trong top 10 sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn sức khỏe Siberia. Sức khỏe Siberia, thực sự thiên nhiên, thực sự sáng tạo, dành cho cộng đồng.